Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin thể thao trưa. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia là trận bán kết đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Hai đội bóng này đã quá hiểu nhau sau nhiều lần đối đầu ở các giải đấu trong khu vực. Chính vì vậy, đội nào có tâm lý chủ quan sẽ phải đón nhận thất bại. Với sự xuất sắc của Ngọc Hoa, Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy, đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi trong hai set đầu tiên với các điểm số là 25-21 và 25-20. Nắm lợi thế gần như tuyệt đối, nhưng các cô gái Việt Nam đã thi đấu chủ quan trong set 3 để đội bạn liên tục ghi điểm và ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 25-23. Chiến thắng này giúp đội tuyển Indonesia có thêm sự hưng phấn và tự tin. Cùng sự xuất sắc của chủ công Manganang thì họ đã vượt qua đội tuyển Việt Nam trong set thứ 4 với điểm số là 25-19. Ở set đấu thứ 5 quyết định, đội tuyển Việt Nam bị sức ép về mặt tâm lý, trong khi Indonesia tiếp tục thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng với tỷ số là 15-12. Ngược dòng thắng 3-2 chung cuộc, đội tuyển Indonesia sẽ góp mặt trong trận chung kết. Tối nay thì trận đấu bán kết thứ 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ được diễn ra với cuộc đối đầu giữa sinh viên Nhật Bản và câu bộ Suwon tới từ Hàn Quốc. Kết thúc vòng đấu bảng sau 3 trận toàn thắng và đặc biệt không để thua một set đấu nào, đội sinh viên Nhật Bản xứng đáng nhận được sự tôn trọng của đối thủ. Tại giải năm nay, đội sinh viên Nhật Bản đã trình diễn một lối chơi kỷ luật chặt chẽ. Sự gắn kết của hàng chắn trên lưới và phòng thủ hàng sau hiệu quả giúp đại diện của Nhật Bản kết thúc vòng bảng mà không thua một set nào và cho thấy họ đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Màn trình diễn của các cô gái tới từ Nhật Bản xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ đối thủ. Tôi đánh giá cao đội sinh viên Nhật Bản với một tập thể cầu thủ chất lượng, mặc dù họ không quá cao nhưng lại sở hữu lối chơi tấn công đa dạng, rất khó để phòng thủ. Thi đấu với một đội bóng mạnh như vậy, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết khả năng của mình. Dù được đánh giá cao, nhưng huấn luyện viên Masahiro vẫn tỏ ra khá thận trọng trong trận đấu tới. Suwon là một đội bóng có hàng thủ rất tốt và họ còn có một tinh thần quyết liệt nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Trận bán kết giữa đội sinh viên Nhật Bản và đội Suwon Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.